Hello, xin chào cả nhà. Hiện tại thì em Trinh đang đứng kế bên mẫu xe đang rất là hot luôn nha cả nhà. Đó chính là dòng xe phân tay nhỏ gọn hai bên là bon, dòng xe của hãng Honda. Và cái bảng này thì nhìn vào là cả nhà sẽ biết ngay đó chính là cái bảng xe Sonic ha cả nhà. Thì ở đây bên Trinh chỉ có một vài em thôi và đa số ở đây bên Trinh trưng màu sơn 3D. Thì đầu tiên là em màu trắng ha cả nhà, màu trắng rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Và cái bảng màu trắng này á là bên Trinh up lên đi với cái tem màu đen thôi, chỉ có trắng đen thôi nha cả nhà, nhưng mà nhìn xe rất là đẹp luôn ha mọi người. Đó, chiếc này là cửa hàng bên Trinh up lên màu sơn 3D nha. Rồi cả nhà quan sát này, màu tem rất là đơn giản nhưng mà cũng không kém phần sang trọng ha. Rồi tiếp theo thì Trinh sẽ quay thêm em màu xám xi măng hàng nhà, màu đang rất là hot luôn, màu xám xi măng này, sơn xi măng này, và cái màu này thì hot từ trước đến nay rồi ha cả nhà. Rồi tiếp theo là bảng màu xanh cốm này cả nhà, màu xanh cốm rất là nổi bật ha, rất là đẹp luôn. Rồi đỏ candy này, đó đỏ candy này mọi người. Đối với dòng xe Sonic ấy, thì hiện tại giá cũng đang mềm á mọi người, thì tranh thủ mua nha, tại vì thời gian sắp tới thì dòng xe Sonic sẽ không nhập về Việt Nam nữa và giá Trinh nghĩ ra sẽ tăng, cho nên là tranh thủ mua sớm để mình mua xe với giá tốt hơn ha. Bảng đỏ candy nè cả nhà. Rồi bảng màu quốc dân, màu xám tím ha, màu xám tím iPhone đó mọi người. Đó. Rồi tiếp theo bảng màu xanh nè. Và đối với dòng xe Sonic thì nếu mà mấy anh chị mua góp á, chị còn chuẩn bị cho Trinh tầm khoảng từ 7 triệu, có căn cước công dân đủ 18 tuổi là rước xe về ha, rất là đơn giản luôn. Và giá hiện tại của em xe này cũng đang ở mức là từ 48 triệu thôi nha mọi người, chỉ từ mức 48 triệu thôi. Mấy anh chị lên cửa hàng bảo có liên hệ trước với Trinh hoặc là nhắn tin Zalo đặt lịch trước thì Trinh sẽ hỗ trợ giảm 2 triệu giá xe này, hỗ trợ thêm chi phí xăng xe lại, và kèm theo nếu như mấy anh chị gắn phụ kiện thêm nữa thì Trinh sẽ hỗ trợ giảm giá ha, và có gắn thêm những cái thiết bị bảo vệ thì Trinh hỗ trợ giảm giá 50% nha. Rồi ở đây Trinh có màu tím titan này nè cả nhà, màu tím titan cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi màu trắng này, trắng này thì bên Trinh phối cái tem màu đỏ, chứ hồi nãy là phối tem màu đen, thì đây là phối tem màu đỏ ha. Bên Trinh phối tem với màu nhiều để cho mấy anh chị có nhiều sự lựa chọn ha. Rồi tem màu vàng này, màu vàng này, anh nào hôm bữa trước hỏi Trinh nè cả nhà thì bây giờ đã có rồi ha. Rồi ở đây thì Trinh có thêm một chiếc màu trắng rồi nè. Rồi xanh xi măng nè. Ngoài những màu đang có tại cửa hàng, ví dụ mấy anh chị muốn lên màu lên tem theo ý của mình thì cứ nhắn tin Zalo số điện thoại Trinh có ghi dưới màn hình nha. Trinh sẽ hỗ trợ lên màu cũng như là lên tem theo ý của khách hàng. Và những chiếc mà mấy anh chị đặt sơn thì giá cũng bằng với những chiếc sơn sẵn tại cửa hàng thôi, không có phát sinh chi phí gì hết nha mọi người. Mấy anh chị ở huyện nào, tỉnh nào, anh bắt ngay Zalo Trinh để Trinh tư vấn cũng như là tính chi phí làm bán cụ thể để mấy anh chị lên cửa hàng mua xe. Mấy anh chị ở nào mà ở gần khu vực Bình Dương ấy, thì inbox Zalo Trinh sẽ gửi địa chỉ cũng như là vị trí cụ thể để anh chị chạy qua cho dễ nha. Trinh sẽ là người trực tiếp đón và hỗ trợ, và đặc biệt là bên Trinh vẫn đang còn có hỗ trợ ship xe toàn quốc. Anh chị nào mà mua tiền mặt ở xa không lên cửa hàng được thì cứ inbox Zalo cho Trinh, đặt cọc cho Trinh tầm khoảng vài triệu thôi là có thể nhận xe tận nhà rồi ha. Rồi bye bye cả nhà.